Messi, một cầu thủ đến từ Rosario, Argentina, với một sự nghiệp lừng lẫy đã giành đến 46 danh hiệu vô địch kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, là một kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới. Ngày hôm nay, chúng tôi xin trịnh trọng tuyên bố Lionel Andrés Leo Messi là người vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Sự xuất hiện của anh ấy, dù là ở bất kỳ đâu, cũng đều mang đến những cảm xúc đặc biệt. Messi sẽ luôn được nhớ đến như là một cầu thủ của câu lạc bộ Barcelona. Rất nhiều năm, anh khoác áo đội bóng xứ Catalonia, ghi rất nhiều bàn thắng và đoạt rất nhiều danh hiệu vô địch, đã để lại một di sản không thể nào phai mờ tại Camp Nou. Rồi Messi lại đến với PSG, nơi David Beckham từng thi đấu trước khi anh đặt chân đến Mỹ, một đất nước không cho rằng bóng đá là môn thể thao số 1. Sự xuất hiện của Messi tại Inter Miami đã làm thay đổi MLS. Kể từ khi Messi xác nhận rời PSG để gia nhập đội bóng của David Beckham, giải đấu của nước Mỹ đã nhận được một sự thúc đẩy to lớn. Chỉ riêng sự hiện diện của Messi đã làm tăng thêm sự quan tâm dành cho giải đấu. Hơn nữa, Messi vẫn tiếp tục thể hiện sự thành thạo của mình trong mọi trận đấu. Bàn thắng, kiến tạo, một cảnh tượng tuyệt đẹp trong mọi trận đấu. Sự nghiệp của Messi vẫn còn rất sống động. Messi là bóng đá chính là Messi. Đó là những lời ca ngợi được viết ra bởi chính Marca, tờ báo thân Real Madrid số 1, viết trong thông điệp tổ chức buổi lễ vinh danh Messi với giải thưởng đặc biệt cũng do chính họ tổ chức. Lần đầu tiên trong suốt hơn một thập kỷ công kích và so sánh, người ta được chứng kiến, tờ báo thể thao danh tiếng này thừa nhận rằng Messi chính là số 1 ngay trong buổi lễ tôn vinh hiếm thấy của họ, và sự thừa nhận đó được viết lên trang bìa của Marca bằng những từ ngữ đẹp đẽ nhất. Suốt buổi lễ, những câu chuyện chỉ xoay quanh một nhân vật duy nhất, và ở phía ngược lại, tất cả cũng được nghe những lời ruột gan chưa bao giờ mà Messi chia sẻ với báo chí. Trước hàng dài đông đảo các phóng viên, bạn bè thân thích và những người thân, Messi nói: "Sự nghiệp của tôi chưa có ngày nào có thể dùng từ dễ dàng để miêu tả như cách người ta vẫn nói về một thiên tài chơi bóng. Từ những ngày đầu tiên, chẳng mấy ai nghĩ rằng tôi và bóng đá thuộc về nhau. Và cũng có những thời điểm khi chính bản thân tôi tưởng rằng mình đã ở đỉnh cao, thì thực tế lại kéo tôi trở về với địa ngục. Sự thất vọng đã giúp tôi trưởng thành để đạt được những gì tôi đã có bây giờ. Cậu bé gầy gò ngày nào không thể phát triển như một đứa trẻ bình thường, và từng không dưới 10 lần, những lực đề nghị rời xa khỏi bóng đá để bảo toàn sức khỏe cho chính mình, đã quyết tâm không bỏ cuộc. Chính con người được gọi là thiên tài đó đã vượt qua bản thân, tập luyện gấp hàng trăm lần một người khỏe mạnh, tư duy nhiều hơn, yêu bóng đá hơn, về biến bóng đá thành chính bản thân mình. Trong thế giới bóng đá của những người khổng lồ, thể trạng, chiều cao và sức vóc bẩm sinh của Messi không khác gì một người tí hon. Nhưng người tí hon đó đã đứng lên vai tất cả những kẻ khổng lồ để trở thành số 1. Buổi lễ của Marca được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ việc thiết kế một chương trình không chỉ có những người nói, người nghe, mà còn có cả những người được phép và biết cách đặt những câu hỏi thú vị. Trong số những câu hỏi được đặt ra, một phóng viên đã bất ngờ hỏi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Mở đầu cho phần giao lưu cùng thần tượng, toàn thể chương trình đã phải đứng hình trước một câu hỏi vừa hay, vừa khó, là có phần hơi thẳng thắn đến từ một phóng viên. Giữa hội trường hàng trăm người, câu hỏi tại sao lại là Inter Miami, vì tiền, vì hết động lực hay vì lý do nào khác đã khiến tất cả rơi vào im lặng. Tuy nhiên, như mọi lần bị làm khó khác, Messi là khiến cả hội trường như bùng nổ. Trước khi tôi đặt chân đến Mỹ, tôi được cho biết rằng người Mỹ không thích bóng đá cho lắm. Môn thể thao vua không hề tồn tại quá nhiều khái niệm ở đất nước này. Hệ thống giải đấu khác biệt, cái nhìn khác biệt và cả sự quan tâm của họ cũng khác biệt. Nhưng tôi đến đây không phải để dưỡng già, càng không phải để kiếm chác điều gì đó. Tôi đến đây trước hết là để biến Inter Miami trở thành một đội bóng vĩ đại, biến MLS thành một trong những giải đấu hàng đầu thế giới và khiến người Mỹ yêu thích môn thể thao này. Đúng là Messi, chưa bao giờ cao ngạo, chưa bao giờ phải thêm những tính từ mạnh vào lời nói, và cũng chưa bao giờ anh thừa nhận mình là số 1. Từ cách Messi phát biểu, chúng ta nhìn thấy thần thái của một GOAT thật sự, và cách anh trả lời câu hỏi khó quả thực khiến người ta cũng nể phục. Bên cạnh những câu hỏi khó nhưng vẫn có thể trả lời, Messi cũng nhận được những câu hỏi tuy không khó nhưng chính bản thân anh cũng chưa biết phải trả lời ra sao. Một trong số đó là việc bao giờ anh giải nghệ, và Messi đã thật sự nghĩ về điều này hay chưa. Bao giờ thì tôi giải nghệ á? Bạn làm tôi cảm thấy khó trả lời đấy. Tôi quả thật chưa nghĩ về nghề này. Nhưng, tạ ơn Chúa, đến thời điểm hiện tại, tôi đã có thể nghĩ về nó mà không còn phải vướng bận quá nhiều. Tôi đã giành được mọi danh hiệu cao quý nhất, đã cùng Argentina có được World Cup. Nếu nghĩ về chuyện giải nghệ, có lẽ sẽ là trước World Cup 2026. Chỉ mới cách đây ít ngày, Messi ở tuổi 37 vẫn khiến Bolivia phải nể phục, chơi trọn vẹn 90 phút, ghi 3 bàn và là hạt nhân chính trong lối chơi của Argentina. Chẳng ai thực sự nghĩ rằng chàng cầu thủ đó đang chạy những bước chạy cuối cùng trong sự nghiệp. Tính đến thời điểm này, còn được thưởng thức Messi chơi bóng, quả thực là một đặc ân. Buổi lễ trao giải của Marca, rất nhiều người đã được giải đáp những câu hỏi mà chính bản thân họ thắc mắc từ lâu. Về chính Messi, anh cũng đã được nói ra và nghe những lời lâu nay anh ít dám thổ lộ. Mặc dù vậy, thứ động lại sau cùng của buổi lễ không phải là những giải thưởng, không phải là những hình ảnh và cũng không chỉ nằm ở bài phát biểu của giám đốc tờ Marca chi nhánh tại Mỹ. Thứ đồng lại là việc đến cả đối thủ giờ đây cũng phải thừa nhận rằng Messi là số 1. Suy cho cùng, mọi chiến thắng vĩ đại không thể so sánh với sự thừa nhận của một kỳ phùng địch thủ, và hôm nay Messi đã làm được điều chưa một ai thực sự làm được, giống như cách Zidane nói về Messi. Điều kỳ diệu của Messi là trước khi nhận bóng, cậu ấy biết mình đã phải làm gì rồi. Và đặc biệt đối với tôi, với tư cách là một người am hiểu bóng đá, tôi hiểu Messi sẽ làm gì với trái bóng. Và khi tôi thấy Messi bắt đầu làm những gì cậu ấy sẽ thực hiện với trái bóng, tôi phải thốt lên rằng đúng rồi, chính là nó. Những thứ Messi làm là tất cả những gì người hâm mộ bóng đá muốn chứng kiến. Thực sự, Messi chỉ có một mà thôi. Khi thiên tài dành những lời có cánh cho một thiên tài khác, chúng ta phải hiểu rằng đó là một sự công nhận. Và không chỉ Zidane, cả thế giới bóng đá đã phát cuồng với những điều phi thường Messi tạo nên. Quả thực, thế giới bóng đá có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy một Messi thứ hai. Messi chính là món quà phiên bản giới hạn mà Thượng Đế đã ban cho thế giới bóng đá. Một phiên bản quái kiệt độc nhất vô nhị. Đẳng cấp của Messi không chỉ dừng lại ở bóng đá, mà nó còn vượt xa mọi khuôn khổ. Năm ngoái, tên của Messi xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023 trong cuộc bình chọn của tạp chí Time. Anh được xếp vào hạng mục người khổng lồ vì tiếp tục là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Từ Rosario đến Miami, 2 thập kỷ, một hành trình. Trái bóng lúc nào cũng dính chặt vào chân, đi xuyên qua một rừng hậu vệ rồi ghi bàn. Và đặc biệt, thứ cảm xúc say mê, tôn sùng mà người ta luôn đắm chìm đến từ Messi. Chứng kiến những gì Messi đã trải qua và tận hiến cho môn thể thao này, bất kỳ ai trên hành tinh, chưa kể đến những chuyên gia có cái nhìn sâu sắc như hãng truyền thông danh tiếng Marca, cũng phải thừa nhận Messi đã tạo ra những thứ thật kinh điển. Giải thưởng của Marca một lần nữa trở thành tuyên ngôn cho sự vĩ đại của GOAT, rằng bằng nhân cách cùng sự toàn năng của mình, Messi đã dần cảm hóa tất cả, kể cả những ai yêu quý anh, hay cả những kẻ từng căm ghét anh trong quá khứ. Để rồi, khi nhìn lại một chặng đường rất dài của GOAT, họ phải mỉm cười và gật đầu thừa nhận Messi là cầu thủ vĩ đại nhất vào thời đại.